YuMath xin chào các bạn và chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nha. Mình là Phương, người sẽ đồng hành với các bạn trong suốt các bài này. Trong chuyên mục hỏi đáp tuần này, chúng ta sẽ đến với series giải đề thi đại học. Đề thi hôm nay mà mình chọn cho các bạn đó chính là câu số 45 nằm trong đề thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thanh Hóa năm 2023. Bài toán liên quan tới phương trình hai ẩn, mũ và logarit. Và phương pháp để giải quyết bài toán này đó chính là sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ. Và theo mình đánh giá, bài toán này cũng tương đối khó, do vậy mà các bạn cần phải chú ý kỹ khi nghe bài giảng. Nào, trước khi đi vào nội dung chính của bài toán ngày hôm nay thì nếu bạn vẫn còn đang theo dõi video này, được tiếc để lại cho mình một nút like ngay nha. Đồng thời đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm vào nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại YuMath TV. Bài toán có nội dung như sau. Có bao nhiêu cặp số xy thỏa mãn phương trình logarit cơ số 2 của y mũ 2 logarit cơ số 3 của x trừ cho 2 mũ 2 cộng logarit cơ số 3 của x nhân logarit cơ số 2 của y cộng cho 8 bằng logarit cơ số 3 của 7 trừ cho x bình phương cộng y mũ 3 trừ 2025 tất cả nhân cho căn của x bình phương cộng y mũ 3 trừ 2022. Đáp án A là 0, đáp án B là 2, đáp án C là 1 và đáp án D là 3. Thủ tục đầu tiên mà khi bạn giải bất cứ một cái phương trình nào đó chính là cái điều kiện. Ở đây chúng ta dễ dàng kiểm chứng ra được có hai cái điều kiện. Thứ nhất đó chính là xy phải lớn hơn 0 do nó nằm ở hệ số của logarit. Cái thứ hai là x bình cộng y mũ 3 trừ cho 2022 nó phải lớn hơn hoặc bằng 0. Ngoài ra thì chúng ta có những cái điều kiện đó là cái hệ số trong logarit cơ số 2 và hệ số trong logarit cơ số 3 của phương trình mà mình đóng khung ở đây nó cũng sẽ phải lớn 0. Tuy nhiên thì trước mắt chúng ta sẽ chỉ cần xét đến điều kiện xy lớn 0 thôi. Còn những điều kiện còn lại thì lát nữa mình sẽ biện luận sau. Mình sẽ sử dụng cái phương pháp đặt ẩn phụ để giải quyết cái bài toán này. Ở đây thì quan sát vào phương trình, chúng ta sẽ đặt vế trái bằng vế phải và chính là bằng t. Như vậy lúc này chúng ta sẽ rút cái hệ số trong logarit cơ số 2 và hệ số trong logarit cơ số 3 ra thì chúng ta sẽ có được cái hệ phương trình như sau. Đó là y mũ 2 logarit cơ số 3 của x trừ cho 2 mũ 2 cộng cho logarit cơ số 3 của x nhân logarit cơ số 2 của y cộng 8 thì chính là bằng 2 mũ t. Mình đánh dấu phương trình là phương trình 1. Và phương trình thứ hai đó chính là 7 trừ cho x bình phương cộng y mũ 3 trừ 2025 tất cả nhân cho căn của x bình phương cộng y mũ 3 trừ 2022 bằng là 3 mũ t. Như vậy lúc này thì mình sẽ đi đánh giá từng phương trình 1. Ở phương trình thứ nhất thì phía bên vế trái, nếu như các bạn để ý thì chúng ta có thể nhóm được hẳn đẳng thức. Quan sát vào vế trái của phương trình 1 thì y mũ 2 logarit cơ số 3 của x chính là y mũ logarit cơ số 3 của x tất cả bình phương. Còn trừ 2 mũ 2 cộng logarit cơ số 3 của x nhân cho logarit cơ số 2 của y thì mình sẽ tách ra thành hai phần, đó là 2 mũ 2 tức là bằng 4 nhân cho 2 mũ logarit cơ số 3 của x nhân logarit cơ số 2 của y. Mà 2 mũ logarit cơ số 3 của x nhân logarit cơ số 3 của y thì mình có thể tách thành là 2 mũ logarit cơ số 2 của y rồi tất cả mũ logarit cơ số 3 của x. Trong đó 2 mũ logarit cơ số 2 của y thì chính là bằng y rồi. Như vậy thì lúc này cái kết quả của mình nó chính là bằng 4 nhân cho y mũ logarit cơ số 3 của x thôi. Còn số 8 thì mình sẽ tách thành là 4 cộng 4. Rồi như vậy thì lúc này chúng ta sẽ biến đổi được cái phương trình 1 như sau. Y mũ logarit cơ số 3 của x tất cả bình phương trừ cho 4 y mũ logarit cơ số 3 của x cộng cho 4 bằng 2 mũ t. Như vậy ở ba cái hạng tử đầu tiên thì chúng ta sẽ nhóm được thành hàng đẳng thức. Đó chính là y mũ logarit cơ số 3 của x trừ cho 2 tất cả bình phương cộng cho 4 bằng là 2 mũ t. Và rõ ràng cái vế trái của phương trình 1 lúc này thì nó luôn luôn lớn bằng 4. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ có được là 2 mũ t sẽ luôn luôn lớn bằng 4. Và chúng ta sẽ dễ dàng suy ra được là t sẽ lớn bằng 2. Rồi các bạn hãy nhớ cho mình cái điều này nhé. Như vậy thì các bạn thấy là vô tình thì cái điều kiện ban đầu của mình đó chính là cái hệ số trong logarit cơ số 2 thì phải lớn 0. Ở đây chúng ta sẽ chứng minh được rằng là cái hệ số trong logarit cơ số 2 ban đầu của phương trình nó chính là bằng là y mũ logarit cơ số 3 của x trừ 2 tất cả bình phương cộng cho 4 thì dĩ nhiên nó luôn lớn 0 rồi. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ bắt đầu phân tích cái phương trình thứ hai. Ở phương trình thứ hai này chúng ta sẽ tách cái trừ 2025 thành là trừ 2022 trừ cho 3. Tiếp đến thì chúng ta sẽ nhân phân phối cho cái căn của x bình phương cộng y mũ 3 trừ 2022. Trong đó thì các bạn thấy là x bình phương cộng y mũ 3 trừ 2022 khi nhân với căn của x bình phương cộng y mũ 3 trừ 2022 thì nó chính là bằng là căn của x bình phương cộng y mũ 3 trừ 2022 tất cả mũ 3. Tiếp đến là do cái t mình đã chứng minh được luôn luôn lớn bằng 2. Vì vậy mà 3 mũ t sẽ luôn luôn lớn bằng 9. Như vậy lúc này sau khi nhân phân phối thì chúng ta sẽ đưa được về một cái bất phương trình như sau. 7 trừ cho căn của x bình phương cộng y mũ 3 trừ 2022 tất cả mũ 3 cộng cho 3 căn của x bình phương cộng y mũ 3 trừ 2022 lớn bằng 9. Hay lúc này chúng ta sẽ có được là căn của x bình phương cộng y mũ 3 trừ 2022 tất cả mũ 3 trừ cho 3 căn của x bình phương cộng y mũ 3 trừ 2022 cộng cho 2 bé hơn hoặc bằng 0. Và nếu như các bạn dùng phương pháp đặt ẩn phụ bằng cách chúng ta đặt x lớn là căn của x bình phương cộng y mũ 3 trừ 2022 thì chúng ta sẽ đưa được về một cái bất phương trình đó là x mũ 3 trừ 3x cộng cho 2 bé bằng 0. Thì cái phần này mình nghĩ là mình sẽ giải ngoài nháp cho các bạn nhé, chứ mình không có đặt tiếp ở trong này. Và các bạn dùng sơ đồ Hockner, bạn sẽ dễ dàng phân tích được cái biểu thức x mũ 3 trừ 3x cộng 2 về một cái biểu thức tích như sau. Bất phương trình sẽ tương đương đó là x trừ 1 tất cả bình phương nhân cho x cộng 2 bén bằng 0. Và do x thì luôn luôn lớn bằng 0, bởi vì x là một biểu thức căn. Vì vậy mà x cộng 2 thì dĩ nhiên luôn lớn 0 rồi. Tương tự thì x trừ 1 tất cả bình phương thì cũng luôn luôn lớn bằng 0. Như vậy thì chúng ta sẽ có được là vế trái sẽ luôn luôn lớn bằng 0. Mà ở đây bất phương trình của mình lại là nhỏ hơn bằng 0. Vì vậy nó chỉ có thể bằng 0 thôi. Và dấu bằng chỉ xảy ra khi x bằng 1. Hay nói cách khác, lúc này chúng ta sẽ có được là căn của x bình phương cộng cho y mũ 3 trừ 2022 nó bằng 1. Hay tương đương là x bình phương cộng y mũ 3 bằng 2023. Và từ đây mình sẽ rút cái y ra thì y chính là bằng căn bậc 3 của 2023 trừ cho x bình phương. Và với cái đẳng thức căn của x bình phương cộng y mũ 3 trừ 2022 bằng 1 thì chúng ta cũng dễ dàng suy ra được cái nghiệm t mà mình đặt ẩn ban đầu nó sẽ bằng 2. Và với t bằng 2 này các bạn thay ngược vào phương trình 1 thì các bạn sẽ có được là cái hệ phương trình lúc này sẽ tương đương đó là y mũ logaric cơ số 3 của x trừ cho 2 tất cả bình phương cộng cho 4 thì bằng 4. Hay tương đương là y mũ logaric cơ số 3 của x trừ cho 2 sẽ bằng là 0. Hay tương đương là căn bậc 3 của 2023 trừ x bình phương tất cả mũ logaric cơ số 3 của x trừ cho 2 bằng 0. Đến đây thì các bạn sử dụng cái máy tính Casio, dùng cái lệnh lập bảng, trong đó fx của mình chính là vế bên trái. Như vậy rõ ràng lúc này dựa vào cái đồ thị của fx thì cái đường thẳng y bằng 0 nó sẽ cắt đồ thị fx này tại hai điểm phân biệt. Hay nói cách khác, cái phương trình này sẽ có hai nghiệm x và ứng với mỗi nghiệm x thì chúng ta sẽ có một nghiệm y. Do bài toán thì không bắt chúng ta tìm nghiệm x cụ thể là nghiệm nào mà chỉ là biện luận cái số cặp nghiệm của x y thôi. Vì vậy mà chúng ta có thể kết luận ở đây đó là chúng ta sẽ có được hai cái cặp nghiệm x y thỏa mãn yêu cầu bài tập. Và như vậy các bạn sẽ kết thúc cái bài toán này ở đây. Thì đây là một bài toán mà mình nghĩ là cái quá trình đánh giá và biện luận cũng tương đối là phức tạp. Vì vậy mà mình xếp vào bài toán này là bài toán khó nha các bạn. Rồi, như vậy thì trong quá trình mình giảng bài toán này thì nếu bạn chưa hiểu chỗ nào, đừng ngại để lại vài dòng bình luận bên dưới cho mình được biết nhé. Mình kết thúc cái video này tại đây. Nếu các bạn thấy bài giảng này hay, đừng tiếc để lại cho mình một nút like ngay nha. Đồng thời đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm một nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại YuMath TV. Mến chào và chúc các bạn người học tập thật vui và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục hỏi đáp nhanh tiếp theo.